Gia đình Minh Ngọc rất vui được gặp gỡ quý vị khán giả trong chương trình Bí Kíp Hạnh Phúc vào lúc 16h40 thứ Hai, thứ Ba, thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Ngày hôm nay Minh Ngọc sẽ cùng với quý vị tìm hiểu về một căn bệnh có tên gọi Parkinson. Parkinson là gì, ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe và những dấu hiệu nhận biết ra sao? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề này nhé. Nhưng trước hết xin mời quý vị hãy cùng đến với gia đình quen thuộc của Bí Kíp Hạnh Phúc để theo dõi câu chuyện ngày hôm nay là gì. Trời ơi bà Thủy, bà nhớ cái bà đó, bà bán bánh bèo không? Bà bán bánh bèo nghe là như thế, hình quen quen á mà không nhớ là ở đâu. Bà bánh bèo, bà bánh bao, bán bóng bên một bên quận 7 đó. Rồi nhớ rồi, đúng rồi, nhớ cái bà mà coi như là tên chữ bờ mà bán cái gì cũng bờ là chữ bờ không gì. Rồi bà tôi mới đi thăm bà này, bà bị bệnh Parkinson, thấy thương ghê luôn vậy đó. Bệnh Parkinson là sao? Nói rõ rõ người nó run rẩy mà cái lưỡi nó ngậm. Thí dụ nó nói này, thí dụ nó nói là thầy thì tỏi hổng. À rồi biết rồi, ta nói cái bệnh đó hình như mấy cái người già lớn tuổi hay bị lắm. Má tôi hồi đó cũng bị như đó. Thì đó, bà ngộ lắm nghe, bị nghe mà không có được đi tới mà đi thụt lui không à bà. Sao mà nói sao tôi không thể tưởng tượng được, con người mà đâu tôi đi tới được mà cái đi lui vậy rồi sao? Thì đó, bởi vậy thí dụ bây giờ muốn lên nhà trên đó bà biết rồi, sao bà đi vậy nè, ở đây nè. Rồi chừng nào mới tới nhà trên? Thì chừng nào tới nhưng mà phải cái thụt lùi họ cũng tới à, hiểu không? Không thì trời ơi, cậu nghiệp nhỏ kế bà nhà tôi cũng bị bệnh đó bà. Là ba mấy tuổi mà cũng bị đi thụt lùi vậy đó hả? Bởi vậy tôi nói thiệt, tôi với bà cũng để ý nghe, cái cỡ mình mà là tuổi trung niên nó dễ bị vô cái tình trạng đó lắm nghe. Nói nghe nè, sao? Nguy hiểm quá vậy ta. Như vậy là mình cứ phải theo dõi sức khỏe của mình. Nếu như mà gia đình mình ai mà thấy mình có biểu hiện đó nó mới hốt mình đi liền. Hốt mình khám liền. Thôi giờ nè, sẵn bữa ở lại tôi nấu cơm. Mà ở lại ăn cho vui nha. Rồi ở lại ăn cơm thì trước tiên cơm ăn này đi. Quang ơi, dạ. Xuống ăn nè con. Dạ. Con ơi. Mẹ dạ. Ê, dạ. Trời ơi, cái gì vậy Quang? Đi đứng đàng hoàng con, sao đi mà dám té vậy nè? Có vợ có con rồi mà tắm hớt à? Sao vậy? Ủa sao tự nhiên bị mất thăng bằng vậy ta? Mất thăng bằng hả? Thôi dạ. Ai mà sao ngồi ăn cơm đi tàu lao chứ. Nè ngồi đây. Đi đâu vậy? Đâu vậy con? Con uống miếng nước. Cái tờ con xuống bếp là con uống miếng nước. Dạ. Đây cái cơm tôi bới cho chị. Tôi bới cho. Trời ơi, ngồi ăn cơm đi ông ơi. Đi đứng mất thăng bằng rồi, thấy ghê quá đi. Cái gì vậy con? Sao mà tay chung tay chân nó run rẩy. Cầm nắm không được hả? Không, tự nhiên kỳ vậy ta. Nè ngồi xuống ăn cơm đi. Ê bà ơi bà. Cái gì? Sao cái triệu chứng này tôi thấy quen quá. Cái gì quen? Mới nói hồi nãy đó. Cái gì? Nó này, nó đi đứng nó mất thăng bằng. Rồi sao? Cầm nắm nó rớt hồi nào nó hay không tự chủ được. Cái gì? Parkinson. Nói thôi đi mà tào lao. Nói rồi đó là người già bị bệnh Parkinson. Nó còn nhỏ quá trời dạ, mà. Con còn trẻ mà bị gì. Với lại con bị té xe thôi chứ đâu có gì. Mới kể bà nghe, con nhỏ kế bà nhà tôi thụt lùi không đó. Con cũng còn trẻ mà chứ sao mà con bị mới 30 mấy tuổi thôi mà. Chị sợ. Ai nói vậy thôi ăn cơm ăn đi. Trời ơi nó mà bị gì cái con tôi khổ à nuôi chả bị bệnh. Sao à? Chị sao chị tưởng tượng nhiều chuyện ghê quá chị ơi. Thì đó bởi vậy tôi cũng mong dạ. Không phải. Rồi nè ăn đi con. Nè. Gì vậy ta? Cái gì vậy? Cái gì kỳ nãy vậy? Trời kỳ vậy? À quên, ăn đi để đây mà tự nhiên để đây nó tụt. Nè ăn. Nè. Trời hồi hộp. Chị ơi. Ăn đi chị, ăn đi. Được rồi, để tôi gấp Rồi dạ. Ăn đi con. Nè. Cái gì mà cứ rớt lên rớt xuống vậy thế này? Nè, nó nghe không có ý nghe. Không phải yên một lần không sao nghe. Đến má lấy vũ khác. Trời ơi, 2-3 lần lấy đũa. Má chưa ăn nè, con lấy đi con ăn, con thử cho má coi đi. Trời ơi, 1-2 lần rồi phải nguy hiểm bà ơi. Gì vậy? Này chị. Rồi đi. Thôi ăn đi. Dạ thôi ăn. Sao tay chung gì run rẩy vậy con? Trời ơi, thôi chắc rồi. Thôi những biểu hiện có đủ hết rồi. Biểu hiện có đủ. Đi đứng mất thăng bằng. Gì mà? Cầm nắm không có được. Không có tự chủ. Không có, tại vì con thấy cục thịt nó bị nè ra ngoài cho nên con gom lại. Này tay chân của nó nè, chị thấy tay nặng không đó, nó chưa có lành. Dạ, cho nên là cầm nó nặng. Nằm nó cái tay nó chưa quen được, nó run vậy chứ có gì đâu. Còn cái cục thịt này nó sắp trào ra ngoài nên con lắc cho nó vô khung lại. Trời ơi không được, bỏ xuống được. Trời ơi bây giờ không được con ơi, cầm cái gì mà cũng không được. Không bị y được. Đi khám bác sĩ đi con ơi. Không được đâu. cái triệu chứng này là triệu chứng Parkinson. Trời ơi, nó còn khỏe mẹ, nó bị trời, tay chân nó run rẩy, rồi cầm cái gì nó rớt lên rớt xuống, rớt lên rớt xuống. Con có đi thụt lùi không con? Được, con đi thụt lùi được. Bây giờ bắt con đi thụt lùi thì con thụt lùi thôi. Không có, không phải là bắt. Mày cứ đi bình thường đi, mình đừng, không có ai bắt mày đi thụt lùi, con đi lại bình thường. Con đi bình thường thôi, đâu gì đâu. Con giờ đi thụt lùi nè, đó, khỏe ngang nè. Không, đừng có đi thụt lùi, thôi đừng có đi thụt lùi. Này điên tiến tới đừng có thụt lùi. Thôi mà ngồi đàng hoàng, cái tay chân mình đừng bình thường để mình đừng có co gì. Cái sợ quá. Rồi nè, nói nghe nè. Thôi được rồi, thấy không? Nó con làm được ba. Trời ơi, chẳng qua là con bị đau. Thôi bây giờ tôi nói nha, đừng có ỷ trời, cái bệnh này nó không chừa một ai mà. Làm ơn đi khám bác sĩ giùm cho tôi đi cho chắc ăn ông ơi. Không lẽ người trẻ mà cũng có thể bị bệnh bạc? Đúng rồi, trẻ mà cũng bị hả? Trời ơi, không phải là người già bị đâu, người trẻ đôi khi cũng bị bệnh Parkinson. Người trẻ có bị bệnh Parkinson hay không? Đây là một câu hỏi mà chúng ta sẽ được giải đáp với khách mời ngày hôm nay. Xin mời quý vị hãy cùng Minh Ngọc gặp gỡ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trương Minh Thế, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ. Xin chào Minh Ngọc. Xin chào quý khán giả chương trình Bí Kíp Hạnh Phúc ạ. Như bác sĩ vừa theo dõi câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta đó là về căn bệnh Parkinson. Vậy đâu là những dấu hiệu để nhận biết về căn bệnh này? Cái bệnh Parkinson là cái bệnh mà chúng ta thường hay nghe nói là gặp ở những người lớn tuổi, thường từ 58 đến 60 tuổi trở lên. Đó thì những cái biểu hiện ban đầu thì nó cũng kín đáo thôi. Nó có thể bắt đầu từ những cái run khi nghỉ ngơi. Ví dụ như tay run một phần cái ngón tay hay phần cổ tay, tay ngồi để run thế này. Run khi nghỉ ngơi nha. Còn khi mà ta hoạt động thì cái run nó sẽ bớt đi. Và thứ hai nữa là cái nét mặt người ta nó sẽ bình thường, nó sẽ không có được linh động như cười, vui hay buồn nữa, thì các cơ mặt nó cũng bị đờ ra. Hay là nhìn, dùng từ là nét mặt vô cảm. Dạ, nó không linh hoạt nữa. Không, mình họ vui hay buồn gì thì nhìn cái mặt người ta cũng giữ yên một cái trạng thái đó, nó cũng bị đơ ra như vậy. Đó thì mình sẽ trong các hoạt động khác cũng vậy. Rồi thí dụ như trong cái viết chữ, mình sẽ thấy cái chữ viết của họ ban đầu là bình thường, sau đó cái dòng chữ, cái cỡ chữ nó nhỏ dần. Và cái hoạt động phối hợp tay chân của họ sẽ bị chậm, các cái cảm giác như tay chân họ bị cứng lại như vậy. Và khi đi họ sẽ bắt đầu đi chậm, sau đi nhanh lên. Thì càng là cũng không điều chỉnh được tốc độ luôn. Không điều chỉnh lại được. Thì càng về sau các cái dấu hiệu nó sẽ càng rõ hơn. Và người trẻ có bị căn bệnh này không ạ? Trước đây thì người ta quan niệm rằng là cái người lớn tuổi, do cái nguyên nhân là hiện nay thì chưa rõ hoàn toàn, nhưng mà ta thấy rằng nó liên quan tới cái sự sản xuất ra cái chất dopamine ở trên não. Đấy thì gần đây thời gian phía sau này thì cái độ tuổi mà Parkinson nó đang có xu hướng trẻ hóa dần đi. Thì có thể gặp những người trẻ hơn. Thì nó có hai dạng, một là cái bệnh Parkinson thì đúng là như vậy, có hai là hội chứng Parkinson do hậu quả của việc dùng thuốc, một số thuốc nó ảnh hưởng tới tác động tới thần kinh trung ương, hoặc là các cái chấn thương sau cái nhiễm virus nó làm tổn thương tới não, hay viêm não, viêm tủy, hoặc là những cái chấn thương gì đó nó làm tổn thương, thì sau đó mới xuất hiện cái triệu chứng của cái run, hay là nét mặt vô cảm, hay là cứng đờ, hay là tay chân nó vận động khó khăn như vậy. Và khi mà chúng ta thấy những triệu chứng như vậy là chúng ta sẽ có thể dự đoán được đây là căn bệnh Parkinson. Thế thì đâu là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này ạ? Thì hiện nay thì 90% là người ta thường thấy rằng là nó liên quan tới cái sự lão hóa, sự thoái hóa. Cái vùng gọi là vùng chất đen ở trong não. Chất đen nó chuyên để sản xuất ra cái dopamine này, cái chất để nó liên kết tới dẫn truyền thần kinh, để phối hợp các hoạt động, các cơ bắp trong cơ thể. Thì còn lại á, người ta thấy có liên quan tới cái gen, cái di truyền. Nhưng mà cái chứng minh này, các nghiên cứu nó cũng chưa có rõ ràng lắm. Cho nên hiện nay thì liên quan tới cái lão hóa, thoái hóa đó thì nó cũng không có một nguyên nhân nào rõ ràng. Thường liên quan tới tuổi tác, liên quan tới những cái bệnh lý nền kèm theo. Thì có những cái người đến cái xuất hiện cái triệu chứng bệnh nó sớm hơn, ở những người nó trẻ hơn. Như vậy thì nó cũng không có một nguyên nhân nào mà chúng ta thấy rõ ràng chắc chắn bị bệnh này thì sau đó sẽ dẫn đến Parkinson là không phải. Như vậy là chúng ta có nhiều nguyên nhân khác nhau nữa. Nhưng mà căn bệnh này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cơ thể của chúng ta? Đầu tiên nhất là cái hoạt động, cái sinh hoạt của bệnh nhân thì họ sẽ bị giới hạn lại. Họ sẽ hoạt động nó không còn linh hoạt giống như người bình thường chúng ta nữa. Họ sẽ chậm chạp, làm việc cũng sẽ không còn những động tác tinh vi khéo léo, sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Đó, thì sau dần thì các cái hoạt động nó sẽ càng ngày càng bị giới hạn. Cái sinh hoạt tự chăm sóc cũng sẽ khó khăn, và càng ngày càng tệ hơn, tới mức độ là cũng sẽ có người hỗ trợ, và cái rung giật đó nó càng lớn hơn. Thì lúc đó phải dùng các cái loại thuốc chuyên biệt của thuốc tây để họ mới kiểm soát được. Và như câu chuyện vừa rồi của chúng ta vừa theo dõi là có trường hợp bệnh nhân bị cài số de là lúc nào cũng đi lùi, thì ở ngoài thực tế có trường hợp này không ạ? Thực tế thì các cái ca bệnh kinh điển đó, thì người ta đa số là ta sẽ đi lao về phía trước. Lao về phía trước. Cái người mình thấy một người hình ảnh lớn tuổi chuẩn bị đi, người ta sẽ cúi người về phía trước vậy. Thì bắt đầu khởi động từ từ cái ta đi nhanh lên. Đó, thì do các cái nhóm cơ nó hoạt động nó không đồng bộ mà nó dạng như bị cứng. Đó, thì người ta sẽ đi nó rất là lao về phía trước. Thì cũng sẽ tại có vì trường hợp đi lùi không ạ? Trong y khoa thì nó không có gì là tuyệt đối cả. Nó cũng có những trường hợp là do cái nhóm cơ của người ta nó bị ảnh hưởng của những cơ phía trước nhiều, người ta sẽ đi ngã về, tự họ sẽ cảm giác là họ mất thân bằng, họ ngã về sau thì mới giữ thân bằng được. Thì chính vì cái ngã về sau đó cho nên họ cứ đi cả giật lui. Như vậy là căn bệnh này ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống của chúng ta. Chắc chắn là những người lớn tuổi mà có cái bệnh này, hoặc là những người trẻ mà bắt đầu là có dấu hiệu, thì càng về sau cái tuổi thọ mà càng được nâng lên, được chăm sóc tốt hơn mà được không, nếu mà không được kiểm soát về mặt bệnh này thì cái tự sinh hoạt cá nhân, tự làm việc các việc khác thì nó sẽ bắt đầu là rất là khó. Và như nãy giờ bác sĩ vừa chia sẻ thì Minh Ngọc nhận thấy anh Hoàng trong câu chuyện của chúng ta thì anh ấy không phải là bị bệnh Parkinson đúng không ạ? Có thể là sao anh kia ảnh bị cái tai nạn giao thông. Thì các cái vùng chấn thương một phần mềm ảnh đau đớn, hay là cái gân cơ ảnh còn chưa có hoạt động thư giãn được, thì cái đó là do các cái bộ máy cơ xương khớp ở bên ngoài, chứ nó không liên quan tới cái bệnh triệu chứng của Parkinson mà do ở trên não. Thì có thể trong trường hợp là ảnh bị cố định lâu hay đau cũng vận động, cái gân dây chằng nó còn đau cho nên ảnh hạn chế làm, hoặc làm nó cũng còn cái trạng thái là nó không có được thoải mái, nhưng nó thuần hoàn toàn là cơ xương khớp, chứ nó không liên quan tới trên não, thì nó lại khác với bệnh Parkinson này. Như vậy trường hợp ở đây là chúng ta chưa biết phải là mắc bệnh hay không, nhưng mà đã hù trước người bệnh rồi. Thì đôi khi cái người bình dân mình thì thấy cái triệu chứng giống nhau quá, và hay làm trầm trọng, hay làm quá lên cái vấn đề. Và với căn bệnh Parkinson này chúng ta có cách để phòng ngừa không ạ? Hiện nay thì thuốc điều trị mà chuyên biệt mà là hết hẳn luôn là không có. Chưa có thuốc nào có khả năng mà về cả Tây lẫn Đông y là chữa dứt hẳn, là chưa tìm thấy được. Còn phòng ngừa thì có những biện pháp cũng gọi là chung, có nghĩa là chúng ta nên chăm sóc tốt cho cái trí não, tránh những cái làm việc quá căng thẳng, thức khuya hay là áp lực trong thời gian dài, là biết điều tiết các cái nghỉ ngơi, ăn uống hợp lý, vận động cái cơ thể. Đó thì đó là những cái biện pháp chung trong tất cả cái bệnh khác chúng ta cũng nên làm như vậy. Có nghĩa là để cho cơ thể chúng ta có được cái trạng thái hoạt động hoàn hảo nhất, thoải mái nhất, để tự nó sẽ có cơ chế. Thực ra cơ thể chúng ta nó có một cái cơ chế là tự sửa chữa, tự tìm và diệt những cái bất thường, cái lỗi, tự điều chỉnh nó. Nếu mà chúng ta lại quá mệt nhọc, quá stress, quá căng thẳng, quá mệt mỏi, quá đuối sức, cơ thể sức khỏe suy giảm quá thì cái cơ chế nó sẽ bị ảnh hưởng. Nếu mà cơ thể chúng ta thoải mái, làm việc không căng thẳng thì cũng sẽ có một cái nguồn năng lượng, nguồn lực để chuyên để sửa chữa nó còn hoạt động được, bảo trì được, tự bảo trì được. Còn đằng này nếu chúng ta bất chấp, chúng ta làm luôn, bỏ quên nó đi thì cái nguồn năng lượng nó sẽ bị giảm đi và tự sửa chữa nó không sửa được. Và những cái sai lầm, những thiếu sót đó, những tổn thương đó nó không tự phục hồi được và càng ngày nó càng lớn lên. Thì lúc đó thì rõ ràng là cái bệnh nó hình thành rồi, những tổn thương thực thể hình thành rồi thì rất là khó sửa chữa được. Xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trương Minh Thế với những lời khuyên vô cùng hữu ích về căn bệnh Parkinson này dành cho quý vị khán giả. Minh Ngọc hẹn gặp lại quý vị khán giả của Bí Kíp Hạnh Phúc vào lúc 16:40 thứ Hai, thứ Ba, thứ Sáu, thứ Bảy trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Đến đây thì Minh Ngọc và thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trương Minh Thế xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Trời ơi, má đã nói là thuốc bổ, không bổ về Nga cũng bổ về dạ, uống vô là không bổ chỗ này cũng bổ chỗ kia. Nghi ngờ hoài. Con uống cho má vui. Bây giờ em tập trung cái này, tối về em nói chuyện với má chị Hai để coi anh có uống được hay không, phải kiểm tra đàng hoàng. Trời ơi, mẹ vợ anh cho không lẽ giờ mẹ vợ. Không, bác bên nhà nhiều khi không có biết rồi cho anh uống tùm lum chơi vậy là không có được.